Diệu Hoa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay Diệu Hoa sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một câu chuyện chết đi sống lại. Đây là câu chuyện có thật của bà Betty Idia khi mà bà đã trở về từ cõi chết. Trong khi bà đã phẫu thuật tại bệnh viện thì lúc đó bà đã kể lại rằng lúc đó nhìn lên đồng hồ là hơn 9 giờ. Bà ngủ thiếp đi nhưng không biết tại sao mà trong toàn thân của bà có cảm giác là cái cảm giác đó rất là lạ lùng. Bà có một cái linh tính gì đó là cách sẽ có một chuyện gì sắp xảy ra. Bà nhìn xung quanh, phòng cánh cửa vẫn khép hờ hờ. Lúc đó bà có cảm giác rất là hoang mang, cơ thể thì cảm thấy yếu đuối. Bà muốn bấm cây chuông ở bên cạnh giường, nhưng không thể được không thể gọi được bất kỳ một người nào cũng như y tá bà cũng không thể nhúc nhích được lúc đó bà muốn bật dậy để đi gọi người nhưng không hiểu sao toàn thân đều bị vô hiệu hóa toàn thân không thể cử động được theo cái cảm tính và theo cái mệnh lệnh của bà lúc đó bà lại có một cái cảm giác là có cái luồng sức mạnh nào đó đã hút chặt lấy bà, khiến cho bà giật mình. Bà không cảm thấy đau đớn gì cả, mà có cái cảm nhận là mình đã chút đi được một cái gánh nặng trong cơ thể của mình. Tự dưng bà có cái cảm giác là không hiểu tại sao mình lại bay lơ lửng trong không trung bà cũng không hiểu tại sao mà mình lại có thể bay lơ lửng trong không trung cũng như tại sao mình lại có thể ở tít trên trần nhà thế này bà nhìn thân xác của bà bà có thể nhìn xuyên thấu tất cả cơ thể của bà mà cái điều đặc biệt là từ trước đến giờ bà không thể nhìn được như vậy nhìn lại thân thể một lần nữa cái thân thể bất động bà phát hiện ra hóa ra mình đã qua đời nhìn lại cái thân thể lạnh ngắt, nằm cứng đơ ở trên giường bệnh, bà mới biết rằng mấy chục năm qua thân xác của ta cũng chỉ là một bộ quần áo cũ, một bộ quần áo tạm bợ. Mà cũng đến lúc ta phải rời bỏ nó. Bỗng dưng từ trong căn phòng xuất hiện ba người đàn ông tỏa ra một cách thứ ánh sáng kỳ diệu. Nhìn rất giống các vị tu sĩ thời cổ. Có phải chăng là họ xuất hiện dưới hình ảnh đó để biểu lộ đức tính hay một minh triết lớn nào? Bà cảm thấy thân tâm thật an lạc và không sợ hãi. Bà người đàn ông đó đã mỉm cười với bà. Khi bà nhìn ba vị tu sĩ đó, bà có cảm giác rằng mình đã quen biết ba vị này từ rất lâu rồi ba người đàn ông giống như những thiên thần hộ mạng cho bà suốt những cái kiếp sống vừa qua đó là những cái kiếp sống tiếp diễn kéo dài không ngừng trong thời gian và trong không gian không bao giờ chấm dứt một người đàn ông đã cất giọng nói tôi đến đây là để trấn an cho bà Điều đặc biệt hơn nữa là bà không cần phải thốt nên lời Tất cả đều hiểu qua Tư tưởng mà từ trước đến nay bà chưa hề biết đến Sau đó bà chợt nghĩ đến chồng và con ở nhà Bà vừa nghĩ đến thì không ngờ bà đã có thể xuyên qua một cách dễ dàng đã trở về căn phòng của bà hết bất ngờ này lại đến một cái bất ngờ khác vừa chật nghĩ đến chồng và con ở nhà thì bà liền lập tức xuất hiện bà có thể xuyên qua những cánh cửa tại nhà xuyên qua phòng xuyên qua mọi không gian nhìn thấy nữ trẻ đang vui đùa và chồng của bà đang ngồi đọc báo bà lại phát hiện ra rằng sau mình đã có thể biết được nhiều điều như vậy Bà cũng luôn ý thức được rằng hóa ra cuộc đời của mỗi đứa trẻ là một cách vô cùng màu nhiệm. Mỗi đứa đều có một sứ mệnh của nó. Từ trước đến nay, bà luôn nghĩ rằng những cái đứa con này chúng thực sự đó là con của bà. Cho đến lúc này, bà thực sự biết rằng đó những đứa con của bà là một thể tâm linh có cá tính, cũng như có tất cả các sự nghiệp riêng cũng như có sự thông minh riêng của chúng và nghiệp quả của chúng. Những đứa con của bà được đầu thai vào cõi trần gian này, bà cũng chỉ có một cái nhiệm vụ đó là chăm sóc, nuôi dưỡng một thời gian nào đó thôi. Sau đó, chúng cũng phải đi theo con đường riêng của chúng mà chúng đã chọn đó là một chương trình được hoạch định sẵn bởi định luật cao cả lũ trẻ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao ở trên cõi trần này sau khi hoàn thành xong chúng sẽ rời đi hóa ra từ trước đến nay bà luôn hoạch định mọi thứ chu toàn mọi thứ để sắp đặt trước là những điều vô cùng việt vông bà mong ước tất cả đứa con của bà phải là những người có địa vị bà có thể sắp đặt cho chúng nhưng đến giây phút này bà đã nghĩ là mình quá nhầm lẫn lúc trước đó bà luôn mơ ước là những đứa con của bà sẽ là những người có địa vị là những người giàu có lúc suy nghĩ đến chồng của bà và con của bà thì bà có mặt ngay tại nhà và ngay lúc này bà cũng không hiểu tại sao không biết là bằng cách nào tại sao mình đã có thể về bệnh viện một cách nhanh chóng như vậy. Nhìn lại lần nữa, cái thân xác bất động nằm ở trên giường. Ba người bạn đó chưa rời đi. Ba người bạn đó vẫn trao những cái tình yêu thương lồng làn nhất cho bà. Đang định kể lại cái câu chuyện là vừa lấy về gặp chồng và gặp những đứa con nhưng điều đặc biệt chẳng cần thốt nên lời nào, nhưng ba vị đó đã hiểu tất cả những điều gì mà bà muốn nói. Một người cho bà biết, họ sẽ không thể đồng hành cùng bà trên con đường tiếp theo. Trên con đường ấy là một mình bà phải tự bước đi. Bà cho biết rằng, tôi thấy mình bị hút bởi một luồng gió lốc rất mạnh nhưng cảm thấy vô cùng bình an đến lạ cái luồng gió lầy cứ hun hút hun hút tiếng chuông thánh thót đâu đó vọng lại khiến cho tôi không thể quên được đột nhiên xung quanh tôi đều mờ dần tự một mình tôi phải đi trong con đường hầm tối đen như mực dù là đi vào con đường hầm tối đen như mực nhưng không hiểu tại sao lại có một cái cảm giác bình an, thấy lạ nùng. Trong khi đó, cái con đường hầm đó có rất nhiều lào là người đủ các loại quốc tịch, nào là súc vật, đủ các mọi thứ đang bị lôi cuốn vào trong cái đường hầm đen tối này. Cũng có một số người thì cứ thơ thần mà không muốn đi rồi nại na cà ở chỗ này rồi lại vật vờ chỗ kia không muốn đi tôi ngay lúc này giống như một đám mây cứ trôi bồng bềnh cảm giác thật là thoải mái dễ chịu đầu óc của tôi cảm thấy thật là thanh tịnh một cái cảm giác không thể tà xiết lúc đó tôi thấy một cái đốm sáng khá xa như kiểu bị thu hút tôi rảo bước về đó nhìn xung quanh thật nạ thay mỗi người đều đi theo một hướng mà không giống như tôi mỗi người đi theo một hướng là không giống nhau mỗi người đi theo một cái ngách ở trong cái đường hầm tối đen thui như mực có một điểm sáng toát ra ánh sáng tôi bị cuốn hút bởi cái ánh sáng đó cái ánh sáng đó thật là rực rỡ một ánh sáng trói nó sáng hơn cả mặt trời khiến cho tôi cứ thế là lao đến khiến cho mắt của tôi không thể nhìn nổi tuy là mắt thịt của tôi không nhìn được nhưng lại có một cái nhãn quang khác khiến cho tôi nhìn được ánh sáng của người đó đi đến đâu sáng trói hơn cả mặt trời Ánh sáng của người đó đã hòa quyện với nhập vào ánh sáng toát ra từ thân tôi, biến thành hai ngọn đèn hòa nhập làm một. Tôi thấy mình ngây ngất, thấy một sức mạnh tràn ngập toàn thân, một tình yêu thương vô điều kiện mà từ trước đến giờ tôi chưa cảm nhận được. Người đó ôm tôi vào lòng, tôi đã khóc nức nở. Tôi khóc rất nhiều, tôi khóc trong niềm hạnh phúc vô bờ bến người đó nhìn tôi với ánh mắt trìu mến người đó giơ rộng hai cánh tay thốt nên con đã trở về nhà con đã trở về nhà tôi đã ý thức được rằng một phần của người đó từ trước đến nay tôi cũng chưa bao giờ rời xa người đó không ai khác chính là đấng cứu thế người đó chính là thượng đế khi tôi bắt đầu cuộc trình xuyên qua thời gian, qua nhiều cõi khác nhau, qua nhiều không gian khác nhau, nhưng tâm linh của tôi lúc nào cũng vẫn nhớ và kính sợ ngài. Tôi ngước lên nhìn ngài một lần nữa, tôi hỏi, ngài có phải là thượng đế hay không? Ngài là thượng đế sao? Là người con sùng kính cả đời. Con đã được gặp ngài, con cảm thấy Ngài thật là khác xa so với những điều mà con suy nghĩ trước đây. Tôi lại ngước nhìn lên ngài. Ngay lúc này, tôi muốn chia sẻ niềm thương yêu nhất của tôi dành cho ngài. Sau đó, ngài nói với tôi rằng: "Con chết chưa đúng số, chưa đúng giờ." Bây giờ tôi mới biết được rằng, hóa ra con người luôn có số phận mà tôi không hề hay biết mỗi người đều có một duyên số mà đã được định hoạch mà tôi cũng không hề hay biết. Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều câu hỏi, có rất nhiều thắc mắc. Trong đầu của tôi muốn hỏi Ngài thật nhiều, thật nhiều. Đến giây phút này tôi cũng phát hiện ra rằng, hóa ra, sự chết và lấm mồ chỉ là lơi chứa đựng thể xác một bộ quần áo cũ đã hư hỏng. Luồng ánh sáng hiểu biết của ngài, một luồng ánh sáng trí tuệ, luồng ánh sáng ấy chiếu rọi vào tôi. Luồng ánh sáng trí tuệ của ngài chiếu rọi thân tôi. Bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu thắc mắc, tôi muốn hỏi thì câu hỏi và câu trả lời đều đến một lúc, nhờ nguồn ánh sáng ấy. Tôi biết ngài chính là con của Thượng Đế. Ngài cũng chính là Thượng Đế. Ngài được chọn làm đấng cứu thế khi trái đất này chưa thành lập. Ngài chính là tạo hóa. Ngài xuống trần gian với sức mạng để giảng dạy. Tôi luôn thắc mắc từ trước đến nay. Tại sao cái thế giới này lại nhiều tôn giáo khác nhau như vậy? Tại sao Thượng Đế không ban cho nhân loại một tôn giáo duy nhất, thuần túy nhất? và câu trả lời của tôi ngay tức khắc mỗi người là một sự phát triển tâm linh ở mức độ khác biệt nên phải có những trình độ hướng dẫn khác nhau mọi tôn giáo trên toàn cầu đều hết sức cần thiết và đáp ứng những nhu cầu khác biệt này mỗi một tôn giáo ra đời là hết sức cần thiết và đáp ứng những nhu cầu cũng như trình độ tâm linh của mỗi người mỗi một tôn giáo là một bước thèm lớn để giúp cho chúng ta khai mở trí tuệ quan trọng hơn nữa là để tiến xa hơn trên con đường chân lý cũng có những cá nhân đã phát triển tới trình độ như một thượng đế người đó không cảm thấy thỏa mãn với cái lời dạy tôn giáo đó mà khi đã được học người đó sẽ đi uh, tìm hiểu theo đuổi một tôn giáo khác cũng như để có cơ hội học hỏi thêm về nhiều điều chân lý chính cái điều này đã giải thích khi điều này xảy ra thì người đó sẽ đạt được trình độ hiểu biết khác chân lý mỗi bước trên con đường đời đều có những cái cơ hội để học hỏi thêm về chân lý nên chúng ta không có quyền để chỉ trích bất kỳ một tôn giáo nào. Tôn giáo nào cũng đều trân trọng, tôn giáo nào cũng đều quan trọng và rất đáng quý để hoàn thiện tâm linh và trí tuệ của mỗi con người. Một con người không thể toàn tri toàn thiện, nên cần phải học hỏi nhiều điều và cũng như theo độ hiểu biết khả năng tâm linh mà họ được giao phó, các sứ mạng địa vị tôn giáo hay quốc gia cũng như đời sống môi trường để tiếp xúc với người khác mỗi một môi trường họ sẽ học hỏi tích lũy thêm cũng như và tất cả các thử thách để họ được trải nghiệm cuộc sống ý nghĩa đích thực là chính chúng ta ngay lúc này cần phải khiêm tốn nghe lời chỉ dẫn thầm lặng của đấng thiêng liêng trong đầu tôi lúc này tôi lại nghĩ đến tại sao khi mà được sống gần thượng đế cuộc sống thật là vui sướng cuộc sống tuyệt vời như thế này mà tại sao nhiều linh hồn phải tự nguyện đi xuống trần gian đầu thai để làm gì câu trả lời đó là những điều quan trọng mà thượng đế muốn nói cho tôi xuất hiện trước mắt tôi cả một diễn biến của sự tạo lập trái đất với muôn ngàn tia sáng trói nọi. Lúc này tôi biết rằng mọi người đều có thực thể tâm linh trước thỏa khai thiên lập địa. Tất cả chúng ta là con của Thượng Đế, phụ giúp công việc của Ngài. Nên các tâm linh xuống trần là để phụ giúp sắp đặt điều kiện cõi trần cũng như sắp đặt lại định luật của con người về vật lý giới hạn sắc thân quyền lực tâm linh tất cả vật chất thiêng liêng phải được tạo dựng trước khi cấu tạo bằng năng lượng vật chất các hành tinh mặt trời tinh tú thiên hà núi non đều được cấu tạo tương tự như trái đất. Sự hoàn hảo tuyệt hảo về cõi tâm linh. Tất cả còn phải được khám phá chính là mục đích của đời sống. Là sự phát triển cá nhân để góp phần vào công cuộc chung của đấng tạo hóa. Tất cả các tư tưởng sáng tạo của con người khi mà có được chỉ là cái phản ứng vô hình phát sinh từ cõi trên cá nhân cõi đời tiếp nhận được nguồn cảm hứng này rồi mới tạo ra các phát minh mối liên hệ linh động cõi tâm linh và cõi trần con người cần có rung động sáng tạo của cõi trên thì mới giúp được họ tiến bộ các tâm linh sứ mạng xuống trần để góp phần làm công việc chung khi xuống cõi trần gian khoác lấy cái vỏ vật chất mà quên đi mục đích chính của chính mình đến lúc mà con người trải qua kinh nghiệm thử thách mới hiểu rõ họ là ai và sống thuận theo thiên ý tất cả những thực thể tâm linh khi mà đã xuống cõi trần dù là một người kém hiểu biết nhất ở cõi trần hoặc là một người mưu muội nhất thì họ cũng đều là những cái thực thể dũng cảm can đảm nhất ở cõi tâm linh mỗi một suy nghĩ mỗi một hành động mỗi một quyết định của chính chúng ta sẽ quyết định đến chiều hướng cuộc đời của chúng ta nên chúng ta có thể thay đổi được hay chuyển hướng được cuộc đời của chúng ta bất cứ khi nào vì thượng đế không can thiệp vào cuộc đời riêng tư của mỗi người trừ khi họ yêu cầu thượng đế giúp để cho họ đạt được những mong muốn mỗi con người có quyền tự do lựa chọn chính vì vậy con người lựa chọn niềm phúc lạc hay khổ đau là do chính bản thân của họ nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng chính là kinh nghiệm là sự nhiệm màu của định luật tạo hóa Toàn thân của tôi lúc này tràn ngập ánh sáng của ngài tôi ý thức được rằng là hóa ra con người chỉ biết đến định luật một cách mơ mơ hồ hồ hay qua các giả thuyết chứng minh khoa học đó chỉ là những cái mảnh vụn rất nhỏ bé về định luật thiên nhiên tất cả mọi vật đều do quyền lực thiêng liêng tạo ra mỗi tâm linh đều có chủ quyền đối với phần tử vật chất của nó đây là điều hết sức quan trọng tất cả mọi vật đều được cấu tạo bằng chất liệu thiêng liêng trước khi khoác lấy cái vỏ bằng vật chất lên cái phần tâm linh bên trong mới thực sự là chính nó chính nó có trách nhiệm có bổn phận kiểm soát sai khiến cái vỏ vật chất đó Tất cả những cái sự xa đọa chẳng qua là việc thiếu ý thức, nên quên mất cái nguồn gốc thiêng liêng. Cái cuộc sống khi mà sống theo kiểu hời hợt, theo dục vọng của cái vỏ vật chất, của những cái người thiếu ý thức không có lòng tin, thì phần tâm linh sẽ tiềm ẩn cho đến khi được tác động bởi yếu tố hay hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Để trở lại vốn cái tính thiêng liêng tâm linh. Bây giờ tôi đã hiểu tại sao cuộc đời luôn luôn là những thử thách để nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức, hãy quay về với thực đế, hãy quay về với quê, quê hương của chúng ta. Với cái tinh thần lúc nào cũng sáng chói, đầy ân phước tốt đẹp hoàn hảo, muốn một cuộc sống một cách trọn vẹn, ta phải làm cho cái phần tâm linh của ta trở nên tốt đẹp hơn hữu hiệu hơn việc quan trọng nhất đó chính là chân thành cầu nguyện mở rộng cánh cửa tâm hồn cho phần tâm linh được bay bổng hướng thượng trở về quê hương tinh thần của nó cặp mắt tinh thần của tôi đang mở rộng để thấy được rằng thượng đế tạo ra ân phước vũ trụ đều là quyền lực của ngài theo luật tự nhiên, điều tích cực thì sẽ thu hút và hấp dẫn điều tích cực, còn nếu như tiêu cực sẽ thu hút điều tiêu cực, đồng thanh tương ứng. Nếu một con người chúng ta suy nghĩ đến điều thiện thì luồng điện lành trong vũ trụ thu hút chúng ta. Còn lúc nào chúng ta cũng suy nghĩ tiêu cực, chúng ta tham lam, chúng ta ích kỷ thì những cái môi trường xung quanh sẽ hấp dẫn các luồng điện xấu kéo theo thực sự lúc này tôi mới nhìn thấy rõ tất cả các năng lượng xoay vần xung quanh mỗi người là do tư tưởng là do hành động là do suy nghĩ của mỗi người sẽ kéo theo cái năng lượng vô hình của thiên nhiên ra sao cũng như từ cái lời nói từ cái hành động của một người sẽ tạo ra hoàn cảnh thu hút những năng lượng thiên nhiên. Lăng lượng lúc đầu mong manh như một sợi tơ dần dần dệt thành sợi vải, sau đó sẽ thành một cái sức mạnh hoàn cảnh thay đổi một cách nhiệm màu. Hãy im lặng trong hoàn cảnh tiêu cực kiểm soát lại hành vi tư tưởng của chúng ta. Ngay lúc này, tôi lại đi thăm viếng những hành tinh khác, các thế giới khác và giải thiên hà hóa ra các thế giới khác đều có các sinh vật đều có các cư dân tôi biết rằng đây đều là con của thượng đế như chúng ta sau này khi trở lại cõi trần tôi thấy dường như mình đã bị nửa gạt vì đã không thể nhớ một điều gì ở cõi giới mà tôi đã từng đi qua rất nhiều Lúc này tôi đang đi trên con đường hầm tối đen như mực. Tôi biết rằng tôi sẽ phải trở về. Nghe đầu đầy văng vẳng. Cả ngàn tiếng ca hát khuyến khích khiến trái tim tôi rung động. Tôi cảm động, muốn khóc hòa. Nhưng tôi không ngờ tôi lại có một diễm phúc, ân phúc lớn như vậy. Mọi linh hồn đều có giá trị vô cùng cao cả bắt nguồn từ đấng sáng tạo. Lúc này tôi đang thấy mình đứng trong căn phòng bệnh viện, thể xác của tôi vẫn làm yên. Tôi đang tắm gội trong biển ánh sáng đẹp đẽ này, tự dưng nay lại phải mặc lại bộ quần áo lạnh lẽo. Tôi biết rằng nhiệm vụ của tôi được giao phó mà đấng cứu thế đã giận dò, tôi phải trở lại cảm thấy tự dưng có một luồng điện rất mạnh. Toàn thân tôi xung động. Những vết đau thương trên da thịt của tôi bắt đầu xuất hiện. Tôi muốn nói lời cảm ơn với ba người đó, thế nhưng không thể nói nên lời. Và có một âm thanh vô cùng êm ái kỳ diệu ban chúc cho tôi. Tôi tự dưng thấy bình an, chìm dần trong một giấc ngủ đẹp đẽ ngước nhìn lên đồng hồ, tôi đã tỉnh dậy, mới 2 giờ sáng. Hóa ra, tôi đã chết được 4 tiếng đồng hồ. Có 4 tiếng đồng hồ mà bao nhiêu kinh nghiệm, bao nhiêu điều tôi làm ôn lại những chuyện đã xảy ra với tôi. Lúc này, trong lòng tôi cảm thấy sung sướng vì đã được ôm đấng cứu thế trong vòng tay của ngài. Tôi cảm thấy thật là khỏe khoắn. Ánh sáng của Ngài tiếp tục soi đến tôi, đem cho tôi cái sự che chở an ủi. Bây giờ tôi cũng biết rằng Thượng Đế chính là tình thương, là niềm vui lớn lao nhất. Điều quan trọng nhất cuộc đời không phải là tìm và tránh né cái chết hay quá lo sợ. Vì nó như để sống, sống một cách thoải mái, trọn vẹn tình yêu thương của Thượng Đế Tôi lại nhận ra rằng chỉ có nó có thể giúp con người thay đổi với cái thái độ, với cuộc sống, mục đích của cuộc sống, chính là yêu thương. Tất cả mọi việc khác chỉ là phụ thuộc. Tôi nghe văng vẳng đâu đây đó là lời dặn dò cuối cùng của Thượng Đế với một thông điệp giản dị mà Ngài vẫn luôn nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Các con hãy yêu thương lẫn nhau, đây là một câu chuyện trong hàng trăm hàng nghìn hàng tỷ câu chuyện trường hợp mà người chết đi sống lại đã trải nghiệm diệu hoa xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn luôn luôn vui vẻ thân tâm an lạc